Em xin chào anh em đã đến với kênh Tấn Tôn nha. Hôm nay mình lên một số lưỡi dao và một số dao đã được lên cán nha. Thì số lưỡi dao ở đây thì mình có 41 mã, 42 mã nha. Cái lưỡi đầu tiên thì mấy hôm trước mình lên cái mã gì ta? Bữa trước mình lên mã N thì cũng hết rồi. Thì hôm nay mình lên mã G nha. Anh em chốt hàng thì mình sẽ nhận chốt hàng qua tin nhắn thường với lại bên Zalo, nhưng mà bên Zalo mình hay hạn chế lắm, tại vì mình làm bên tin nhắn thường trước. Thì bên Zalo nếu mà anh em nào đặt thì sợ nó hơi lâu á, nên anh em nếu mà chốt mã thì chốt bên số điện thoại của mình nha, 0338 355 998 á. Còn mã G đầu tiên thì anh em chốt mã là cứ để tên, địa chỉ với lại cái mã này là được rồi. Bên mình bán con G1. G1 là con SG2 Hero nha. Con này thì mình chỉnh chút xíu. Con này mình bán 600k. SG2 anh em biết rồi ha. Vân của con nó đây nè. Con này 72 lớp. Thép SG2. G1 mình bán 600k nha. Con G2 là con cái giá rất là ngộ, giống như kiểu con đó, nhưng mà mình bán con này 150 nha. Con này 33 lớp thép VG Max. Con này là bản này lớn, bản được 5 cm 1 hay 5 cm 2 gì á. Con này G3 thì mình bán 450k này. Con này mũi Karisuke nè, anh em có thể nhìn này. Đây một con lọc, con này 35 lớp cũng ven ở mắt luôn, anh em nhìn nè. Con này lọc về chuyên lọc anh em, mình có lên một con cán nữa, tí xíu mình cho coi. Con này là mình bán 250k nha. Anh em nào chốt hàng thì chốt lại nha, không dễ hết hàng lắm, mấy con này rất ít rồi, mình còn số lượng rất là ít, còn 1-2 con thôi. Anh em cứ chốt thì cho địa chỉ đồ cụ thể nha. Mình ưu tiên anh em nào chuyển khoản trước nha, để cho nó dễ. Con G5 là con Santoku SG2 này. Con này 35 lớp thép SG2 nè. Anh em nhìn Vân ha, Vân nó rất là đẹp, SG2. Đây một con G6 là 35 lớp thép VG Max nè. Cái dáng nó rất là dễ thương ha. Con này mình có mấy lưỡi thôi, dáng rất ngộ, 50k nè. Con đó là con G6. Hôm nay thì mình sẽ nói nhanh, mình không nói cụ thể nhiều nha. Anh em nào mua rồi thì biết nha. Con này G7 450k, bản Sontoku lớn nè. Con này là 35 lớp, bản nó được bản cái này là được 6 cm ha, dài 18 anh em nha. Con này mình bán 450k. Đây con G8 50k thôi, rất là quen thuộc, anh em săn đón rất là nhiều. Lên hôm nay, cái clip hôm nay là lên số lượng có hạn nha. Anh em nào chốt rồi, khi nào mình báo hết là mình báo hết luôn nha. Thì nó còn ít lưỡi á. Thứ một lưỡi thì anh em mua thì cứ thích con nào cứ lấy ha. Con này mình bán 150 này. Con này lưỡi dài cũng được 18 luôn nè. Lưỡi dài 18 ha, 35 lớp này. Đây con này rất là ngộ. Con này mình bán cũng 150 ngàn thôi. Lưỡi con này dài được 24 nè. Lưỡi dài 24 nha. G10 150 ngàn thôi. Hôm nay mình có chút xíu hạ nhiệt ha. G11 150k. Con này là cũng chép, nhưng mà con này là ngắn nha, lưỡi dài 16 năm. Này bị dơ chứ không sao hết, không phải mẻ mông gì hết anh em. Đó anh em nhìn bên này là biết nè. Thép VG Max nha. Damascus nha anh em. Damascus là nhiều vân nhiều lớp. Hai bên này là 16 lớp. Một bên 16 lớp nè, ở giữa một lớp nữa là 33 lớp ha. Hai bên là 32, ở giữa lớp 33. Con này là con Santoku SG2.
bản cũng nó cũng hơi ngắn thôi. Con này dài chắc 16, đúng rồi 16. 350k nha, SD2 anh em ha, 35 lớp. Đây mình có con Honda Suki. Đây, 250k nha, con này rất là hiếm này. Cực hiếm luôn, lên cán rất là dễ thương. Con này 35 lớp, à 33 lớp, thép Vegamax nha anh em, số 13 này. Anh em nhìn số 13 này, dáng này bữa giờ mình chưa lên, bữa lâu rồi mình có lên con. Đây con này chép 8 in. À, đây anh em có thể nhìn chữ này, chữ của nó này. Bên này có chữ này. À 300k nha. Con này thép anh em biết rồi. Con đó là VG10. Nguyên khối nha, không có lớp. Con này có lớp này. G15 150k, 35 lớp, lửa 16. Con này lửa 16 nha. Con này lửa dài 25, 35 lớp nè. Lửa dài 25 nha anh em. Con này dán Santoku nhưng mà nó không có to. Nó dài thôi, nó không to. Đây con này chép 8 in này. Con này là Ryuto anh em. Con này G17, 300k nha anh em. Con này mình bán 300k, 35 lớp luôn. Dáng này rất là nhiều người chuộng lắm. Đây con Santoku G18, 300k này. Con này 35 lớp, lưỡi dài 33 lớp, lưỡi dài 18 nha. Con này G18 luôn. Mình bán 300k. Con này G19, G19 thì mình bán 150 ngàn. Con này anh em về xài làm sashimi rồi cũng ok ha. Nó sashimi Âu nó xài hai mặt. Con này Santoku lưỡi cũng dài 16 luôn. Lưỡi dài 16, 150k. 35 lớp anh em, thép Vegamax. Con này mã G20. Mã G21. G21 450k. Con này là Slakin này. Con này là sashimi kiểu Âu đây anh em, vân hoa dấu búa anh em ha. Con này mình chỉ có một con thôi. Ai chốt nhanh thì được ha. G21. G22 là rất là quen thuộc này. Con này rất là chuộng anh em ha. Hết hàng luôn rồi. Còn hình như đâu con hai con à. Con này chép 8 in. Lưỡi dài 21. Cái khâu 2 cán 11 ha. Đây anh em nhìn cán nhà mình làm ha. Cán nhà mình bán luôn thì nếu mà mình xịt bóng lên thì mình bán 350 ngàn. Ở đây mình khoan cái lỗ cho anh em ha. Vì giống như mấy con này này. Anh em về kiếm cái khúc cây này. Hàng vô cái chỗ này, cái lỗ này này. Cắt cái bỏ cái miếng này đi. Xong rồi mình khoan cái lỗ mình đút vô. Em bán là em sẽ khoan cái lỗ này sẵn cho anh em. Anh em đi về đút đổ keo ha. Hoặc là anh em để cho mình làm. Để cho mình làm này hơi lâu. Mấy cái cán này nếu mà mình có sẵn thì mình bán nó nhanh hơn. Để mình làm thì chắc tầm 3 ngày mới có. Có khi lâu hơn. Mình nhận làm cán này. Bữa nay nhận làm cán thì anh em nếu mà anh em nào làm cán thì phiền cọc cho mình cái ha. Chứ có nhiều anh em kêu làm cán đã rồi xong rồi không cho địa chỉ, mình không gửi được. Với lại đến khi nhận hàng thì anh em nói không ưa ý này kia là rất là phiền phức. Đây G23 150k ha. 33 lớp. Con này lưỡi dài 16 luôn. Đây là con Slakin Lai Lộc này. Cái đầu này nó hơi cong xíu này, mình bán 150k thôi. Con này lọc đồ thoải mái ha. Vừa sashimi được mà vừa lọc được này. Lửa dài 25 nha anh em. 150k thôi. Con này thì con sashimi đây. Con này người ta hay làm sashimi. Tên nó là giống Yanagiba mà hai mặt nha. Yanagiba. Con này giống y chang luôn á. Nhưng mà Âu nó xài kiểu này. Mấy thằng Âu á, bếp Âu rồi vậy là người ta xài này. Cái này mình bán 350k, 35 lớp nha. Thép Vegamax luôn. Con này cũng Vegamax nè.
G25 mình bán 100k thôi. Rồi bán 100k. G26 là con này quen thuộc rồi. Anh em có thể biết. Con này có cái chân sẵn này, mình bán 200k ha. Còn mấy con? 2-3 con gì á. Con này giống con hồi nãy nhưng mà nó 33 lớp thôi. Vân nó đẹp hơn. Con này mình bán 150k ha. Anh em nào mua thì cứ chọn mấy con này vừa rẻ vừa đẹp nữa. Rồi qua cái mã số 28. Qua mã số 28 thì mình bán dao nó lên cán sẵn nha. Đây mấy dao này nó lên cán sẵn rồi. Cán tròn năm ngoái mình lên mấy chục con á, mười mấy con đây. Thì năm ngoái mình lên cán tròn rồi, năm nay mình lên cán này nha. Cán này làm anh em nào thích cán tròn thì xài cán tròn nha. Tại vì zin nguyên bản nó là cán tròn, còn mình làm cán bắt giác cái lục giác này là mình làm theo kiểu chế, theo kiểu Nhật của đồ này kia. Còn bên này là kiểu Âu, nó làm kiểu cán tròn không à. Đây con G28 950k nha. Con này là con Nagara này. Nagara hai dòng thép ha. Đua co. Nó là gọi là đua co hai dòng thép VG2 nhà với VG10 ha. Con này hai dòng thép. Đây anh em thấy nhìn vân nó này ha. Vân cái Nagara rất là đẹp. Cái này mình chưa chà nhám tí, chà nhám mà nó nổi lên đẹp lắm. G28 950k nha. G29 nè. G29 là đây, cái con này anh em có thể nhìn nè. Hàng này là hàng nội địa gì á. Con này là con Nakiri ha. Thép này là thép VG10. Con này mình bán 750k. Cán anh em nè, nu nghiến nha anh em. Năm ngoái thì mình làm nu nghiến, phần này nu nghiến hết. Đây là mung sừng. Bên này là cái khoen ha. 750k. G29, G30. G30 là con chép 8 in nè. Đúng không? Đúng rồi. Con chép 8 in. Con này cái lưỡi mình bán 300k thì mình làm cán luôn là mình bán 700k nha. Ủa. Cái này mình nhầm nha, sửa lại 650k thế này. Cái con này nó nhầm nè. Cái cán có 350 với lại cái này. Sửa lại cái này nè. Rồi cái mã này mình bán 30 là 650k nha. À 350 hả? Ờ đúng rồi, con đó là 700k. G31 là 350k. Cán đồ mung đồ ok hết anh em ha. Con này là gọt trái cây 350k. Làm cán rất là khó nên con này là cái giống con hồi nãy này. Ủa con này dùng con cái này mình bán 200k mà anh bạn 200 với cái này sai rồi. Cái này mình bán 550 thôi nha, không phải là 600. Bán 550 thôi. Đây cán con này rất đẹp này. Vân cái nu, mỗi nu nghiến nó khác vân nhau nha. Đó, anh em nhìn vân nó này rất là khác. 33 lớp nha. Thép con này là thép MV nha anh em, thép MV chứ không phải là VG Max hay VG10, nó là thép khác. Con này là G33. G33 mình bán 600k nha. Đây cũng là nu. Cái này là cẩm chỉ ha. Không phải là nu nữa mà gỗ cẩm chỉ. Đó anh em, mình làm có khoen đùng, khoen bạc đồ ok hết ha. Làm cầm rất là chắc tay, rất đẹp. Đây con SG2. Con SG2 G34 mình bán 700k nha. Đó đây này anh em nhìn nè. Gỗ này mình phối ra rất là hay. Con này mình làm cái kiểu rất là lạ vì mình để một đường giữa như này, ốp hai bên. Anh em có thể nhìn ba màu, hai ba màu gỗ ở trong á. SG2 nha. Đây con này là con Hikari. Nó cũng hai dòng thép nhưng mà nó cái tên nó khác ha, cái vân nó khác. Vân khác con Nagara nha anh em. Khác ha. Con này có cái chân sẵn luôn này, mình làm cán ha.
Con này mình bán 95k ha. Con này lưỡi dài 16. Ở đây anh em nhìn này. Đó, vân nó rất là đẹp, nổi lên rồi đó. Đánh bóng nữa là ok ha. Đây một con Vioto. Cái bản này dài 25, bản này dài nhất. Trong các loại bản này dài nhất nha. Con này là G36 750k. Đây có cán đồ ok hết à. Cán mình làm phối rất là đẹp. Gỗ này bữa trước mình làm con Chun Hao này. Đó mình bán 750k con dài 25 đó nha anh em. Con đó là G36, con này G37 này. Con Nakiri này. Con này là bản dài bản được 5 cm nha. 4 cm 7 5 cm. 5 cm. Con này là 5 cm. 700k. Đó, gỗ anh em nhìn gỗ đi. Làm rất là bóng bẫy rồi. Về chỉ có việc xài thôi. Còn mấy kia làm cán thì anh em nào thích chế độ thì làm theo kiểu của mình nha. Con này G38. G38 này mình bán tất cả là 500k ha. À, 550k. Đây. Anh em có thể nhìn vân của nó này. Này mình chưa vệ sinh lại xíu. Anh em nào về mua về thì mình vệ sinh, hoặc là anh em vệ sinh dùm cái cũng được. Ok, cái đó thì dễ. Con này G39. Con này là một con lọc. Anh em nào lọc bò, lọc heo, lọc đồ gì thoải mái ha. Con này lọc ok này. Rất là dày. Con này dày tầm 3 ly lần đó. G39 mình bán 500k ha. Có cán rồi sẵn rồi. Anh em nào làm thịt lợn, thịt heo gì thì ok ha. Con này cũng giống con lọc đó nhưng mà nó dài hơn. Con này đa năng hơn chút xíu. Ở trên này là lọc, ở dưới này thì cái dáng này mình làm việc gì cũng được hết ha. Mình bán 550k thôi. Con này thì lưỡi dài 25 luôn. Lưỡi dài 25 nha. 33 lớp. Vân nó rất là đẹp này. Anh em nhìn vân nó này. Vân của mấy con này đó. Đây cuối cùng là một con Nagara. Đó, Nagara con này. Con này là Santoku. Con này là lưỡi dài 16 năm thôi. À 16, lưỡi dài 16 thôi. Vâng, cái Nagara này mình không có trà lên để nó lên ha. Anh em nào về thích trà thì thích để nguyên thủy thì để nguyên thủy, thích trà lên thì nó sáng lên thì sáng lên ha. Vâng, nó là muôn thuở muôn đời rồi, mấy con mình bán là muôn thuở muôn đời rồi. Nó không bao giờ mất được hết á. Số 42. Số 42 là mình bán cục đá nha. Đá này là đá Naniwa, đá này đá Nhật nhưng mà nó sản xuất tại Việt Nam, công ty ở Long An. Thì viên đá này mình bán với giá là 650k bao ship. Viên đá này có hai mặt, anh em nhìn hai mặt này. Mặt 1000 thì mình dùng để lướt đầu tiên ha. Xong rồi anh em lật cái mặt này lại thành 3000. Cái viên đá này mình bán thì có đế, có đồ sẵn rồi. Anh em khỏi cần mua đế, mua đúng gì hết à. Thì nó trọn bộ vậy là 650k. Nếu mà anh em mua rời á, cũng có luôn. Có một viên như vậy, 1000. Nó cũng đồ dày, nó thấp hơn đây tí. Thì nó cũng bán rẻ hơn 100.000. Là 550k. Thì anh em nào mua thì viên rời ra thì hai viên anh cộng lại thì nó đã mắc hơn. Hai viên cộng lại nó tới 1.2 triệu, 1.1 triệu rồi. Nhưng mà đây một viên này mình bán có 650k thôi. 2 trong 1 á anh em. Giờ người ta sản xuất kiểu này không à. Bán đá này rất là chạy tại vì đá nó tiện dụng á. Rồi anh em nào chốt hàng thì phiền để địa chỉ với lại tên với số điện thoại đầy đủ nha. Để mình gửi hàng cho nó không có bị nhầm. Có cái mã ở đây thì anh em cứ nói cho mình, nhắn tin vô số điện thoại thường á, thì thường thì mình làm bên đó trước thì nó nhanh hơn. Cho cái mã này, mã G1, ví dụ anh lấy G1, cho mã G1, không cần ghi giá rồi gì hết á, tại vì ở đây mình đã biết giá hết rồi. Con nào mình ghi hết rồi. G1 là mình sẽ ghi giá ra.
là mình sẽ cộng tiền ở đường bill, xong rồi mình gửi hàng thôi. G1 với cho địa chỉ với cho cái tên là được rồi. Rồi ok nha, có gì anh em nhắn tin đầy đủ cú pháp là mình gửi hàng cho anh em đến nhà thôi. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, nhớ đăng ký kênh với lại subscribe kênh của mình nha, những like những thích để cho kênh mình nó phát triển, nhiều người biết đến. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.